Hay quá. Keo dán giày thể thao, keo dán đa năng, keo dán giày, dép siêu chắc trong suốt. Keo dán giày thể thao đa năng là một trợ thủ không thể thiếu trong hộp dụng cụ sửa chữa. Với khả năng kết dính siêu chắc, nó giữ cho đôi giày của bạn trở nên mới mẻ và bền bỉ hơn. Thiết kế trong suốt giúp keo dễ dàng sử dụng và không gây ra vết trắng khi sử dụng. Với dung tích 60ml, bạn có đủ keo để sửa chữa nhiều cặp giày. Đây là một sản phẩm cần phải có cho những người yêu thể thao và muốn bảo quản giày dép của mình lâu dài. Đỉnh thật, túi giày rút treo từng tiện, lợi 1.280 tờ, nội địa trung, cao cấp, đa năng siêu tiện lợi. Túi giày rút treo tường là lựa chọn hoàn hảo cho việc lưu trữ giấy một cách tiện lợi và ngăn nắp. Với sức chứa lớn lên đến 1.280 tờ, nó đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày một cách hiệu quả. Thiết kế treo tường giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng tiếp cận. Được sản xuất từ nội địa trung cao cấp, đảm bảo chất lượng và độ bền cao. Đây là một giải pháp lưu trữ giấy xuất sắc cho văn phòng và gia đình. Cực đỉnh, bông tắm massage tạo bọt, siêu nhanh, thiết kế móc hút, chân không treo tường nhà. Bông tắm massage này không chỉ giúp bạn sạch sẽ mà còn mang lại trải nghiệm thư giãn tuyệt vời. Với khả năng tạo bọt siêu nhanh, bạn sẽ có một trải nghiệm tắm rất thú vị. Thiết kế với móc hút chân không treo tường giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng tiếp cận trong nhà tắm. Đây là một sản phẩm không thể thiếu cho những người muốn tận hưởng một cảm giác thư giãn và sảng khoái sau một ngày làm việc. Cực nóng, hộp đựng trứng, khay đựng, trứng 3 tầng chứa 30 của tiết, kiệm, được chị em mua nhiều. Hộp đựng trứng 3 tầng này là một giải pháp thông minh và tiện lợi cho việc lưu trữ trứng. Với khả năng chứa đến 30 quả, nó giúp tiết kiệm không gian trong tủ lạnh. Thiết kế 3 tầng đa năng tạo ra sự ngăn nắp và tiện lợi. Đây là một sản phẩm không thể thiếu cho mọi gia đình muốn tổ chức không gian lưu trữ một cách hiệu quả và tiết kiệm.